biết tiếng Khmer thì mình cũng biết hỏi sao các bác. Chỉ biết là đang làm thu hoạch khoai thôi. Và hôm nay mình trở lại con đường tơ lụa mùa. Và đây là cô bác đang thu hoạch đậu. Và mùa xuân thì cỏ núi lên những cái loại cỏ, cỏ đuôi chồn nè cô bác, rất là đẹp luôn. Có những cái cỏ này thì cô bác anh chị mà ở xa đến đây chụp hình rất là nhiều. Những cái loại cỏ mùa núi độc đáo quá. Và đến đây thì cũng gặp những cô bác đang thu hoạch đậu hay là khoai lang gì đó nha cô bác. Mình đang thu hoạch cái gì đó cô? Khoai mì hay là khoai từ hả? Khoai mô. À, khoai cao, khoai mô. Khoai cao. Vậy là cái cây thì mình nhổ nó rồi, rồi một thời gian sau mình mới đào cũ hả cô? Vậy là mình cái cây thì mình là ấy nó lâu rồi, rồi bây, khoảng bao lâu rồi mình mới đào cái cũ? Sau 7 tháng mới đào. Mấy tháng? Sau 7 tháng ấy, đào. À, 7 tháng mới đào, nhưng mà lúc mà mình chặt cái cây đi rồi á thì mấy tháng mình mới đào cái cũ? À, không hiểu được tiếng Việt. Để mình qua bên đây mình hỏi. Để mình qua đây mình hỏi cô này coi. Rồi còn cái cây nó đâu? Cái cây nó là mình hái lúc nào? Vậy? À, biết rồi, à, cái cây nó đây vậy rồi nó tự chết ha, hay là mình đi chặt bỏ? Coi như là nó chết cái cây rồi mình mới hái ha. Chứ không phải là mình chặt cái cây này bỏ rồi để một lâu mình mới đào cũ hả? Chứ không phải là ấy. Vậy là cái cây nó tự chết. Dạ. Yeah. Vậy là cái cây này nó tự chết rồi mình một thời gian. Bao lâu mình mới đào cô? 6 tháng mà được đào nữa. Không, từ lúc cái cây nó chết kìa. Từ lúc cái cây nó chết thì tới bao lâu thì mình mới đào? 3 tháng, 4 tháng, 7 tháng, 7 tháng, 7 tháng. Oh. Vậy là bắt đầu 3 tháng là nó chết rồi, rồi mình sau 3 tháng mình mới đào. Ừ. Rồi mình nhìn vậy là mình biết củ nào ngon, củ nào dở không? Biết không cô? Không, không biết hả? Biết không? Rồi nhìn biết sao củ nào ngon, củ nào bột, củ nào không bột. Bột hết trơn luôn. Vậy hả? Củ nào cũng ngon hết trơn. Củ nào cũng ngon hết. Ừ. Rồi sót rồi sao? Rồi đi giày quên rồi sót rồi sao? Sao người ta lụng sao nữa. Rồi và
tiếp theo nữa mình ra ngoài rẫy cho cô bác xem nha. Nãy ở trong chợ Tà Hu rồi, giờ ra ngoài rẫy xem cô bác đào khoai. Ở đây thì nó còn lại một số cây nè, cây của tàu nè. Còn cái cây như vậy là ngon hơn không hay là dở hơn? Không biết. Không biết. Nếu mà cái cũ nó còn cái cây này là nó ngon hơn hay là nó dở hơn? Không ngon đâu, ngon hơn nè. Cái mà không có cây thì nó ngon hơn hả? À? Đâu có nào ngon hơn đâu cô. Vậy đó hả? Còn mấy cũ này là không bằng ha. Rồi vậy mình bán cho mối hay là mình bán lẻ con? À, bao nhiêu tiền một ký con? Bán mão vậy đó hả? Một ký được nhiêu? Nguyên một bán nguyên một mà miếng ruộng vậy đó ha. Rồi cái người bán lại thì người ta bán ký nhiêu? À, rồi mình đi là làm mướn ha hay sao cô? Có khi nào bị sót không? Không, có khi nào bị sót lại không? Chắc ăn không? Chắc ăn bị sót không? Đập trong đất ra vậy đó. Đất thì đất cát, đập nhẹ cái là nó bở ra trên. Rồi mình mang mướn vậy là tính giờ hay là sao con? Hay là bằng tính giờ hả? Để một tiếng được nhiêu? 20 ngàn hay nhiêu con? Ồ, một tiếng 30 ngàn thôi. Rồi. Trong đây là có đó ha. Đâu cô đập mấy cục này coi.
cô gái ăn. Nằm trong đây không hả ta? Bự không? Rồi cú bự mình thảy qua đó làm sao? Rơi riêng. Bự nó giá cao hơn hay gì sao? Vậy là cú bự tìm giá cao hơn. Đâu cục này coi, đập cục này coi. Cục này nè, cục này lớp bự lắm. Vậy phải bẻ ra chứ không đập ha. Cục bự bự không ha, cục bự nè. Rồi mình để vậy ra rồi mình bị sót không? Cái nào mình bị sót không? Ta đi lụng xong. Dạ. Rồi ra coi coi cục này có không? Có. Cục này nè. Ừ. Cục này có nè. Là nho lo mình có hết rồi. Là nho. Đi rồi. Cục đó. Dịch lại tiếng Việt cho nghe. Dạ? Dịch lại tiếng Việt. Không biết. Không biết tiếng Việt. Anh tao là mình biết. Cô đó nói gì? Dạ? Cô đó nó có nói gì? Cháu hiểu rồi. Rồi, rớt. Những củ khoai rất là bự. Nếu mà nhìn không kỹ không biết luôn cô ơi, giống như đất nè. Giống như là đất ha, nếu mà mình nhìn kỹ là dễ bị sót ha. Phải không chị ha? Nếu mà mình nhìn không kỹ dễ bị sót lắm nè. Rồi, mình ghi hình cho cả nhà xem chút xíu về cái cô các chú người đồng bào Khmer họ thu hoạch khoai. Rồi bây giờ mình đi tiếp nha cô bác.